Đạo diễn Hoàng Nhật Nam hóa thân thành thí sinh song ca cùng ca sĩ Hiền Thục. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam đã hóa thân thành thí sinh để song ca cùng ca sĩ Hiền Thục bài hát dễ thương và tươi trẻ trong đêm chung kết Tuyệt đỉnh song ca. Tuyệt đỉnh song ca là chương trình mang đến cho khán giả những phần trình diễn song ca ăn ý trên sân khấu thuộc nhiều thể loại âm nhạc khác nhau như trữ tình, nhạc trẻ, cải lương, dân ca, phục vụ nhu cầu thưởng thức cho mọi đối tượng người nghe. Trải qua 3 mùa đầy thành công, Tuyệt đỉnh song ca mùa 4 trở lại với sự đầu tư và chuyên nghiệp hơn. Ban giám khảo của chương trình năm nay là những cái tên quen thuộc với khán giả với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề. Đó chính là nhạc sĩ Minh Vi, đạo diễn Hoàng Nhật Nam, ca sĩ Cẩm Ly và ca sĩ Hiền Thục. Đồng hành cùng các thí sinh qua nhiều mùa, Hoàng Nhật Nam giữ vị trí tổng đạo diễn chương trình, đồng thời là giám khảo. Anh đã mang đến những lời nhận xét và góp ý đầy chuyên môn dành cho thí sinh để từ đó giúp các thí sinh thêm tự tin, tỏa sáng hơn. Mới đây, tại chung kết chương trình, bên cạnh những tiết mục của các thí sinh, đạo diễn Hoàng Nhật Nam và ca sĩ Hiền Thục đã mang đến một phần trình diễn hết sức bất ngờ. Theo đó, nữ ca sĩ Hiền Thục đã hóa thân thành tình đầu của đạo diễn Hoàng Nhật Nam để cùng song ca ca khúc Tình Đầu Lớp Lá. Tình Đầu Lớp Lá được sáng tác bởi nhạc sĩ Hưng Cacao. Đây cũng là lần đầu tiên ca khúc được giới thiệu đến công chúng. Trên sân khấu, đạo diễn Hoàng Nhật Nam và ca sĩ Hiền Thục trong trang phục học đường đã hòa quyện giọng hát để mang đến một phần trình diễn nhiều tình cảm, hồn nhiên, vô tư và tươi trẻ. Chia sẻ về phần trình diễn này, đạo diễn Hoàng Nhật Nam và ca sĩ Hiền Thục mong muốn được cổ vũ và động viên các thí sinh ở vòng chung kết. Ca sĩ Hiền Thục sau phần trình diễn đã khuyên đạo diễn Hoàng Nhật Nam nên đi làm ca sĩ. Giám khảo Minh Vi và Cẩm Ly cũng đã dành lời khen cho thí sinh Hoàng Nhật Nam khi có tiết mục chỉn chu. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam, một cái tên không còn quá xa lạ đối với những ai yêu thích các cuộc thi sắc đẹp hay chương trình nghệ thuật giải trí. Nhiều khán giả gọi anh với cái tên thân thương là đạo diễn nội tâm bởi sự hiền lành, khiêm tốn và tận tâm trong công việc.